Với hơn 2 thế kỷ xây dựng và phát triển, Château Côte-des-Tournées đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành công nghiệp rượu vang trên toàn thế giới. Nằm ở vùng Saint-Estèphe, nhà làm vang này vinh dự được đứng hạng 2 ở bảng xếp hạng Grand Cru Classé 1855 danh giá. Vậy hãy cùng Cao Minh bước ngay vào cuộc hành trình thưởng thức tinh hoa của rượu vang Pháp qua Château Côte-des-Tournées nhé. Ngược dòng lịch sử với những năm 1811, Louis Gaspar Destournay được thừa kế lại điền trang nằm ở vùng Saint-Estèphe. Có lẽ chính ông cũng không tưởng tượng được một ngày nào đó điền trang vô danh này lại nổi tiếng trên toàn thế giới, không chỉ về rượu vang mà còn cả lối kiến trúc độc đáo có 102 của lâu đài này. Ngay sau khi thành lập, ông đã đặt tên điền trang là Château Côte-des-Tournées. Estournay là tên họ của ông và Côte trong từ Gascon, ngó nghĩa là đồi sỏi, phản ánh thổ nhưỡng đặc biệt của nơi đây. Nhìn ra tiềm năng của điền trang, chỉ sau một vài năm tập trung cải tiến lại như trồng các gốc nho mới, xây dựng hệ thống sản xuất, Château Côte-des-Tournées đã nhanh chóng nổi tiếng trong giới sành vang và hoàng gia phương Tây. Nhưng không chỉ dừng lại đó, ước mơ của Louis còn lớn hơn thế. Ông muốn cả thế giới phải biết đến rượu vang của mình. Ông tiên phong xuất khẩu rượu vang sang nhiều quốc gia trên thế giới và thị trường Ấn Độ là lớn nhất. Mối liên hệ mật thiết này cũng đã được truyền cảm hứng cho thiết kế đặc biệt của lâu đài với những chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ như tượng voi, kết hợp cùng một chút văn hóa tâm linh của Ấn Độ. Và cũng từ đó, Château Côte-des-Tournées được biết đến rộng rãi hơn với cái tên Ấn Độ là Maharaja vùng Saint-Estèphe, có nghĩa là vua của vùng này. Thật tiếc khi Louis Gaspar Destournay đã qua đời vào năm 1852 và không thể nhìn thấy di sản của mình được vinh danh lên bảng xếp hạng rượu vang Grand Cru Classé 1855, nhưng những đóng góp của ông sẽ đi cùng tên tuổi của Château Côte-des-Tournées mãi mãi. Ngày nay, trong khuôn viên của điền trang vẫn còn một bức tượng để tôn vinh ông. Sau khi trải qua thêm 3 đời chủ nữa và từ năm 2000, điền trang chính thức thuộc về ông lớn ngành thực phẩm Michel Rebier, mở ra kỷ nguyên mới cho Château Côte-des-Tournées. Không chỉ cải tiến vườn nho, ông còn thay đổi nhiều phần của lâu đài, đưa vào các quy trình sản xuất hiện đại hơn, đặc biệt là hầm rượu mới. Ông đã bổ sung 84 thùng thép không gỉ hình nón với nhiều dung tích khác nhau, đáp ứng được đa dạng các nhu cầu. Các thùng nén khí có thể tự giữ được nhiệt năng, giúp kiểm soát nhiệt độ được chính xác hơn. Nhưng sáng tạo nhất là các bể nâng có thể thay thế hệ thống điều hòa không khí truyền thống. Ngoài ra, ông cũng mở rộng kinh doanh với rượu vang trắng mang tên Château Côte-des-Tournées với niên vụ đầu tiên năm 2005, hay một hãng champagne nổi tiếng trên kệ nhiều siêu thị ở Anh, đặc biệt là chuỗi khách sạn cao cấp ở Saint-Estèphe cùng nhiều bất động sản đắt giá khác. Để nói về Château Côte-des-Tournées có lẽ cần nhiều thời gian bởi sự tinh tế và thú vị xoay quanh nhà làm vang này. Trong đó, điền trang rộng hơn 100 hecta của Château Côte-des-Tournées cũng độc đáo không kém. Nằm trên ngọn đồi thoai thoải cao gần 20m ở phía nam vùng Saint-Estèphe, thổ nhưỡng nơi đây được pha trộn từ 19 loại đất khác nhau như đất sét, sỏi, cát, đá vôi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đặc biệt. Ngay từ cái tên Côte, nghĩa là đồi sỏi, nơi đây có lớp sỏi dày từ 6 đến 7m, khiến rễ của những cây nho buộc phải đâm sâu hơn để hút được nước từ đất. Nơi đây, Merlot chiếm 40%, còn lại 56% là Cabernet Sauvignon, 4% là Cabernet Franc và Petit Verdot, hưởng trọn vẹn khí hậu mát mẻ từ Đại Tây Dương. 45.000 cây nho có tuổi đời trung bình 40 năm và những gốc Merlot có tuổi đời hơn 100 năm của Château Côte-des-Tournées thường được thu hoạch cuối cùng tại vùng Médoc. Quá trình sản xuất rượu vang của Château Côte-des-Tournées đòi hỏi nhiều nhân công tay nghề cao, tỉ mỉ và cẩn thận trong từng công đoạn. Ngay sau khi thu hoạch, nho được chuyển về một hầm làm lạnh từ 3 đến 5 độ C. Quá trình lên men được kiểm soát nghiêm ngặt bằng nhiệt độ để đảm bảo chất lượng của rượu vang. Đặc biệt, thùng lên men hoàn toàn được sử dụng trọng lực giúp vang được liên tục trộn đều mà không cần tác động của con người. Sau đó, rượu vang nuôi dưỡng trong thùng gỗ trồi Pháp mới từ 50 đến 60% và tối thiểu 18 tháng trước khi được đóng chai. Những niên vụ xuất sắc đặc biệt được giới sành vang yêu thích có thể kể đến những năm 1982, 1985, 1990, 2000, 2003 hay 2005. Và đặc biệt với niên vụ 2009 và 2016, Château Côte-des-Tournées được chấm 100/100 điểm từ chuyên gia Robert Parker, Wine Spectator chấm 97/100 điểm cho niên vụ 2010 và James Sackling đã cho 98/100 điểm cho niên vụ 2018. Và đặc biệt niên vụ 2015, nhà làm vang này đã cho ra mắt chai vang Côte 100, phiên bản giới hạn sử dụng giống nho Merlot 100 năm tuổi, được trồng từ năm 1915. Với thiết kế nhãn chai được in trực tiếp trên thân chai, rượu lan tỏa hương thơm phức hợp với nốt hương chủ đạo êm ái của gia vị cay, quế, nghệ tây, sánh quyện cùng nốt hương của khói của xì gà, mâm xôi đen. Vì rượu tròn đầy, thanh thoát và có chút hương tươi mát khoáng đạt, vị chất tinh tế cùng sâu lắng cuốn theo những dư vị lưu luyến, thể hiện trọn vẹn đặc trưng của phong cách Bordeaux blend.
bạn có thể thưởng thức ngay khi còn trẻ, nhưng chè vàng sẽ không thực sự thể hiện hết được tinh túy của nó. Nếu có thể, hãy nuôi dưỡng từ 10 đến 20 năm để cảm nhận được hết vẻ đẹp bung tỏa của Chateau Côte d'Estonie nhé. Một đĩa câu cắt với vị béo của thịt muối, ngọt chua của phô mai hay vị ngậy bùi của các loại hạt hoặc các món thịt đỏ sẽ kết hợp hoàn hảo với Chateau Côte d'Estonie này. Nên vụ 2005 cũng chào đón dòng vàng Côte d'Estonie trắng với sự pha trộn hoa giống nho là Sauvignon Blanc và Sémillon được lên men và nuôi dưỡng trong thùng gỗ sồi Pháp. Nhờ chú trọng đến chất lượng mà vang trắng của nhà Chateau Côte d'Estonie cũng là một điểm sáng trên bản đồ của rượu vang thế giới. Chateau Côte d'Estonie không chỉ là một dòng vang đẳng cấp mà còn ẩn chứa bên trong những câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Nếu bạn là một tín đồ của rượu vang, đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức và trải nghiệm hương vị tuyệt vời của chai rượu vang này nhé. Cao Minh xin chúc bạn có những giây phút tuyệt vời bên rượu vang cùng gia đình và bạn bè nhé. Đừng quên đăng ký kênh của Rượu Vang Cao Minh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác về rượu vang nhé. Để sở hữu ngay các sản phẩm rượu vang nhập khẩu chất lượng với những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0931 833 666 hoặc ghé thăm các showroom của Cao Minh trên toàn quốc để nhận được sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia. Bằng cả trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.